Xin chào quý vị các bạn. Trên hình bạn thể thấy để chọn bộ bảng main của Lenovo A5000 đã có mặt tại sửa động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần bảng main trên Lenovo A5000 lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới main, sửa lỗi hỏng main trên Lenovo A5000. Quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của sửa động cao cấp.vn hoặc liên hệ trực tiếp 024-66-750-99. Kỹ thuật viên tại sửa động cao cấp.vn sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với những khách hàng ở xa không điều kiện đến với sửa động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD rồi ship tất cả linh kiện trên Lenovo A5000 đến tận địa chỉ mà yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền trên bưu điện, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 024-66-750-99 sửa động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện trên Lenovo A5000 hàng đầu Việt Nam.